Sáng nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới Sáng tạo Thế giới năm 2024. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết năm 2023, Việt Nam đứng thứ 46 trên 132 quốc gia trên nền kinh tế về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, tăng hai bậc so với năm 2022, đứng thứ tư khu vực Đông Nam Á, duy trì vị trí thứ hai trong nhóm 36 nền kinh tế thu nhập trung bình thấp, là một trong bảy quốc gia thu nhập trung bình đạt được nhiều tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua hiện nay tại việt nam các điều kiện khung phục vụ phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia đã được hình thành như chính sách đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với sản xuất kinh doanh các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu và phát triển phát triển thị trường khoa học và công nghệ ngày càng được hoàn thiện